Mauritius bác tin Ấn Độ xây căn cứ bí mật đối phó Trung Quốc. Một quan chức chính phủ Mauritius nhấn mạnh, các cơ sở hạ tầng đang xây dựng ở đảo Agalega không sử dụng cho mục đích quân sự mà chỉ nhằm cải thiện hệ thống kết nối thủ đô với các đảo bên ngoài. Phản hồi với thông tin của kênh truyền hình Al Jazeera về việc Ấn Độ đang thiết lập một căn cứ quân sự trên hòn đảo xa xôi, một quan chức chính phủ Mauritius cho biết nước này không cho phép bất kỳ động thái xây dựng hay bố trí quân đội nào ở Agalega, nơi sinh sống của khoảng 300 người. Không có thỏa thuận nào giữa Mauritius và Ấn Độ về việc thành lập một căn cứ quân sự ở Agalega, ông Ken Azian, cố vấn truyền thông của Thủ tướng Javindranath, nói với AFP hôm 5 tháng 8. Ông Arian cho biết, hiện có hai dự án đang được xây dựng theo hợp đồng đã ký kết với phía New Delhi trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới đảo Quốc ở Tây Nam Ấn Độ Dương hồi năm 2015, trong đó có một đường băng dài 3 km và một cầu cảng. Nhưng ông Arian nhấn mạnh, cả hai không sử dụng cho mục đích quân sự mà chỉ nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối thủ đô với các đảo bên ngoài. Theo Viện Lohi, những hoạt động phát triển trên được cho là đồng bộ với tầm nhìn năm 2016 của chính phủ Thủ tướng Modi về Ấn Độ Dương trong chiến lược an ninh và tăng trưởng cho toàn bộ khu vực. Theo SAGAR, New Delhi đã lên kế hoạch hợp tác cùng với các chính phủ trong khu vực Ấn Độ Dương để thiết kế các chu kỳ hợp tác có đạo đức. Tuy nhiên, trang El Jazeera Times dẫn lời các chuyên gia cho rằng vẫn còn nhiều hoài nghi về các hoạt động xây dựng ở đây. Theo tờ báo này, Ấn Độ có thể đang xây dựng căn cứ hải quân bí mật ở Agalega nhằm sử dụng làm nơi vận hành các máy bay do thám P-8 Tow Idol. Báo này dẫn các bức ảnh vệ tinh chụp Agalega cho thấy các hoạt động xây dựng hai cầu cảng lớn, bến tàu 800m và một đường băng dài hơn 3 km. Trong đó, đường băng dài 3 km có khả năng tiếp nhận máy bay tuần tra hàng hải P-8 Ineptin của Hải quân Ấn Độ và một quân cảng có thể tiếp nhận các tàu nổi khác cũng như hệ thống tàu ngầm hoặc các vũ khí quân sự có tầm quan trọng chiến lược khác. Đây được xem là một cơ sở tình báo để Ấn Độ tăng cường sự hiện diện của không quân và hải quân nhằm tăng cường giám sát ở vùng biển rộng lớn phía tây nam Ấn Độ Dương và kênh Mozambique. Ahihemisa, nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức nghiên cứu người quan sát OZF nhận định. Theo nhà nghiên cứu Samuel Bafie tại Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, cơ sở hải quân trên giúp củng cố sự hiện diện của Ấn Độ ở tây nam Ấn Độ Dương cũng như khẳng định vị thế của nước này trong khu vực này trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chuyên gia này cũng cho rằng nếu Ấn Độ công bố rộng rãi về căn cứ Agalega trong những tháng tới, mọi người sẽ hiểu rõ hơn về toàn bộ quy mô và năng lực của cơ sở này. Trung Quốc hiện cũng đang nỗ lực tạo dựng chỗ đứng vững chắc ở Ấn Độ Dương thông qua các căn cứ hải quân được xây dựng rất tốn kém, trong đó gồm căn cứ quân sự ở Djibouti và cơ sở còn lại được cho là sắp hoàn thành tại Azaz ở Pakistan.